đi Hà Nội thì lần này Tiên đi chơi với lại các bạn của Tiên, cho nên là Tiên sẽ vlog lại. Đã lâu rồi Tiên mới có, từ khi mà đi Đà Lạt thì mới có một cái kỳ nghỉ tiếp theo, tại vì công việc khá là bận, cho nên là hôm nay sẽ dẫn mọi người theo. Tiên đã đến Hà Nội rồi sau một năm ròng rã. Mèo. Oh my god. Hi. Oh my god, so cute. Oh hi. Oh, you're so cute. Hello mọi người. You're so cute. Ok, bây giờ thì tụi mình sẽ đi ăn. Thì bạn Tiên đang ở dưới đó rồi. Bây giờ thì Tiên chưa biết đi ăn ở đâu nhưng mà đang đợi. Đây thì Tiên gọi một cái này gọi là coconut với lại vài thứ nữa bên trong không biết là gì. Tiên cũng thử. Thì đã một hai năm rồi, giống trà đá. Tiên đã vừa mới đi cà phê xong rồi, bây giờ Tiên sẽ ra store mới mở của Dior ở Hà Nội xem, là tại vì ở ngoài đây nó có đồ của Dior cho con trai và Tiên đang tính mua đồ cho con trai. Tiên sẽ đi ra xem thử nó có như thế nào. Ok thì Tiên đã tới Dior và LV, nó xem một tranh Tiên đôi giày rồi. Ngày mai tính là surprise nhưng mà tại vì mua giày hơi sợ, cho nên là ngày mai sẽ đợi anh Tiên tới và thử luôn, và sẽ mua cho anh Tiên một đôi sneaker của Dior. Mình đã đi cà phê về rồi, Tiên có thay đồ nằm nghỉ ngơi một chút. Bây giờ thì sẽ đi ăn một cái quán này mà Tiên rất là hay ăn ở Hà Nội, đó chính là nộm gà lãng ong, rất là ngon mọi người ơi. Yeah. 65 lãng ong ngon cực kỳ. Đi ăn ốc xong đi uống cocktail muốn thành gì rồi. Tối nay Tiên còn đi uống cocktail ở cái chỗ này cũng khá là nổi tiếng ở Hà Nội là Nế Moke. Ok, let's go. Yeah. Ok mọi người, thì Tiên đã đến cái quán đang đợi đồ ăn ra. Thì thường là ngoài Hà Nội thì hay ăn ngoài là đường đó, thì thấy ăn ngoài là đường nó ngon hơn á. Nộm gà, thường Tiên hay ăn trong cái nhà trong đó nhưng mà hôm nay chắc đông quá nên là ngồi ngoài đường. Thì tụi mình đã gọi hai ly sữa đậu nành và đang chờ đồ ăn ra nè mọi người. Ok, thì đồ ăn đã ra rồi. Tiên order một cái mì miếng trộn và em Tiên order một cái phở trộn rất là ngon mọi người. Rất này là best ở đây luôn, best. Tiên khi nào ra nổi cũng ăn quán này hết á. Giống vậy nhưng mà không ngon mà. Không mà bạn không. Có ở đây cái quán này là ngon nhất. Ở đây có xôi nó mọi người, xôi cực ngon. Trời, thời tiết Hà Nội đỉnh mọi người ơi. Tiên nghĩ là nó không lạnh nhưng mà tối hôm nay nó xuống tầm 20 độ. Rất là thích luôn á mọi người. Kiểu như là nó hoàn toàn nó khác với lại thời tiết của Sài Gòn. Và hôm nay không chịu mặc áo lạnh cho nên là bị lạnh. Và Tiên đã chuẩn bị trước rồi cho nên là ấm no. Thời tiết này mà ăn một tái chè nóng thì rất là xuất sắc. Trời ơi, lạnh quá mọi người, đảo quá.
Tiên đang expect rồi ra đây không có lạnh nhưng mà nó lạnh. Chè của tụi mình đó rồi. Đưa đây coi bác. Wow, đây chiếc bánh phụ cho mọi người, chè mè đen. Sắc sắc sắc. Tụi mình vừa mới ăn xong rồi, bây giờ sẽ đi cái bar gần đây thôi để đợi mọi người đến join cùng. Tiên đang rất là no mọi người, cho nên đi bộ để mình giảm bớt cái sự no á. Chứ mình cũng hơi no. Hu hu. Làm no rồi ăn tiếp. Ăn tiếp. Ăn, dự định là sau trip này về là tăng ký. Đã về nhà rồi và bây giờ Tiên sẽ remove make up và đi ngủ nha mọi người. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai. Bye bye. Good morning mọi người. Thì hôm nay là ngày thứ 2 Tiên ở Hà Nội rồi. Và hôm nay tự nhiên cái lúc mà dậy thì trời rất là lạnh mọi người. Cho nên là Tiên vừa mới kiểu thay một cái áo lên. Tiên không nghĩ nó lạnh như vậy, cho nên là kiểu như không có mang nhiều đồ lạnh lắm đó. Nhưng mà Tiên vừa thay một cái áo lên rồi. Bây giờ thì Tiên sẽ kem khe một chút xíu để cái da này nó đỡ bị khô. Trong cái thời tiết mà lạnh lẽo như thế này thì rất là cần phải kem khe. Thì sáng nào hầu hết á, thì cũng luôn luôn sử dụng sản phẩm này. Thì các bạn đã biết rất là nhiều rồi. Folio này mọi người, Folio UFO. Giờ mình sẽ connect vô và kem khe. Allow your mind and body to slowly awaken as the red LED and a gentle warmth prepare your skin to receive the full benefits of this complex. Cái này là Tiên xài từ rất là lâu rồi, các bạn nào coi video của Tiên thì sẽ thấy là Tiên luôn sử dụng sản phẩm này. Ok, đã xong treatment rồi, bây giờ thì Tiên sẽ skincare bằng make up và chuẩn bị đi chơi. Vì hôm nay trời khá là lạnh cho nên là Tiên sẽ mặc một cái áo len bên trong và một cái áo khoác bên ngoài. Xong rồi mặc quần dài. Yeah, let's go. Thì sáng ngày mai thì Tiên sẽ đi ăn cháo sườn. Đây, ô nó như thật ra thì ta cháo không phải là cái món favorite của Tiên, nhưng mà Tiên nghe nói là đây rất là ngon. Chị đồ hơn thì tụi mình đã ăn cháo sườn xong rồi, bây giờ thì Tiên sẽ đi ăn tiếp, ăn bánh uống của mọi người ở hàng gà hỏi. Bây giờ sẽ đi bộ ra đó, cũng khá là gần thôi. Hơi bận ở Sài Gòn có công việc nha mọi người. Ủa hình như đi chơi Đà Nẵng á mọi người, chứ không phải bận gì luôn. Tạo luôn. Hiện tại thì Tiên đang ngồi ở cafe Metropole. Quán Americano Đà Nẵng. Đây là một cái trung tâm của Hà Nội rất là đẹp. Đây khách sạn đúng không? Yes. Khách sạn ngay gần cái bên Dior đúng không? Yêu.
Ok, thì tụi mình vừa mới về thay đồ xong rồi. Bây giờ Tiên sẽ đi ăn một quán bún đậu khá là nổi tiếng ở Hà Nội. Đó là bún đậu Hàng Khay. Yeah. Yeah. Nó bụng quá mọi người, sáng giờ phải đi ăn. Thời tiết Hà Nội hiện tại thì đang rất là mát. Thì người rất là thích. Ở một quán tên là Church. Ừ, kêu thì uống uống gì ta? Cacao bơ đậu phộng. Tiên cacao trứng. Ờ, cacao trứng. Bây giờ tụi mình sẽ đi vòng vòng Hồ Gươm và để xem coi, tại vì hiện tại đang Tiên đang hơi no cho nên không chắc không ăn được nữa, cho nên là bây giờ sẽ đi vòng vòng để bớt no một xíu rồi chúng mình sẽ đi ăn. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi ăn phở xào thịt bò nha mọi người. Lạnh quá, lạnh không? Good morning mọi người, hôm nay là ngày cuối cùng Tiên ở Hà Nội rồi. Và bây giờ Tiên sẽ đi ăn bún chả. Sao em dẫn chị đi cái bún chả là ở đâu? Nhớ không? Hình như lâu lắm rồi á. Kiểu lâu lắm rồi Tiên chưa có được đi ăn bún chả ở Hà Nội. Lần cuối đi ăn là cái bún chả gì đó, Obama. Oh yeah. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi nha. Ok, hôm nay sẽ dẫn mọi người đi một cái chỗ ở Hàng Khay khá là ngon. Tụi mình đã đến quán bún chả. Bún chả đây gọi là quán bún chả 34 Hàng Khay. Video tiếp theo nha, bye bye.